Niệm Phật có thể kéo dài tuổi thọ. Tại Thái Thương Giang Tô thời nhà Thanh, có nhà họ La. Một buổi tối nọ, là phụ nhân sắp lâm bồn, là lão già ngồi đợi hoài, đợi mãi, đã ngủ thiếp đi. Ai vậy? Tới ngày, tới ngày, tới ngày. Là lão già mở cửa ra, thì ra là một vị xuất gia. Ông ấy nói mình sẽ tạm thời ở lại nơi này. Là lão già liền mời sư phụ đó vào trong nhà. Đột nhiên vào lúc này, ông nghe tiếng của trẻ con khóc. Một lát sau là lão già chợt tỉnh dậy. Hả? Thì mới biết vừa rồi mình đã nằm mơ. Vào sáng sớm hôm đó, là phu nhân đã sinh ra Dũng Mai. Sau khi là Dũng Mai lớn lên, từng tham bái Bích Nham lão nhân, sau đó chuyên tâm niệm Phật. Là Dũng Mai trước nay thân thể yếu, nhiều bệnh. Vào mùa thu năm nọ, cậu ta đã bệnh sức nặng, đang nằm trên giường trong lòng nghĩ ngợi. Bệnh của mình á, e là sẽ không khỏi đâu. Với sức khỏe yếu như vậy á, không biết có thể làm được điều gì có ích không đây nữa. Vào lúc đó, trong không trung đột nhiên phát ra âm thanh này. Thanh Liên cư sĩ, tuổi thọ của con còn 12 năm, tại sao lại nói không làm được gì? Điều vô cùng kỳ lạ là sau khi sự việc này xảy ra, bệnh của cậu đột nhiên khỏi hẳn. Cho nên cậu tự đặt cho mình là Thanh Liên cư sĩ. Lúc đó người đồng hương có rất ít người biết niệm Phật, cho nên là Dũng Mai trước tiên đề xướng xây dựng 3-4 niệm Phật xa ở trong thôn. Từ đó phong trào niệm Phật trở nên rất thịnh. Ngoài nhiệt tình khuyên người khác niệm Phật, là Dũng Mai cũng rất thích đi bố thí. Cho dù là phóng sinh hay là cứu nạn, cứu đói, cậu đều sẵn sàng cứu giúp. 12 năm thoáng chốc cũng sắp đến rồi. Một mùa thu năm nọ, bệnh của La Dũng Mai lại tái phát. Những người đồng hương đều rất lo lắng. Làm sao đây, bệnh của La cư sĩ lại nặng nữa rồi. Xem ra thì lành ít dữ nhiều rồi. Nhưng bản thân La Dũng Mai lại không lo lắng chút nào. Vào buổi tối nọ, có một vị thần diện mạo rất trang nghiêm đến trong giấc mơ của La Dũng Mai và nói: Thanh Liên cư sĩ, ông đã khuyên người khác tu hành pháp môn tịnh độ, công đức rất lớn. Bây giờ tuổi thọ của ông đã được kéo dài. Sau đó, là Dũng Mai sống đến 71 tuổi. Tuổi thọ kéo dài 19 năm. Khi ông biết được thời gian mình sẽ được giáng sinh nơi Tây Phương Cực Lạc, ông đã để lại vài câu nói. 71 tuổi kéo theo túi da, bây giờ bỏ xuống tự do biết bao. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.